Chào các bác nhá. Hôm nay là ngày 16 dương lịch nhá. Đây em nở rất nhiều vịt nhá, bơ nhá. Số lượng rất là lớn các bác nhá. Đó là một nhu cầu như thế này. Xin giám sát 0410099 đang lợi nha các bác nhá. Tôi đang bốc lợi. Vịt bơ số lượng lớn nha các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ nhé. 0986 41099. Toàn luôn. Thế là bay quốc tế 15 ngày 16 đây là hôm nay. Là bay cực đẹp luôn. Một phút phải test nữa thôi. Rất nhiều. Ông cứ trên nhìn giấy tiêm hai mũi nào nó không đi đâu. Anh thì nói như thế. Nhưng mà thằng anh nói như thế thì nói như tôi cùng rồi. Không cần biết một trăm được. Nó bảo bắt tay mà không đeo khẩu trang. Được các bác nhé.